Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện tâm linh nữa nghe. Truyện lần này được mang tên là Oán hận 100 năm của đồng tác giả Lê Quyên và em Nguyễn Tân. Nói sao ta? Thông thường thì truyện tâm linh của kênh Khôi, Khôi sẽ cố gắng chọn những truyện mà bớt sợ nhất. Ngoài ra thì những vong hồn, những người âm thì cũng giống như con người bình thường của mình luôn, cũng đều có số phận, cũng đều có hỷ nộ ái ố và không được quá siêu nhiên lên. Đó là mục tiêu chọn truyện tâm linh của Khôi, thành thử nó cũng gần gần giống với lại truyện xã hội à. Và không để làm mất thời gian của quý cô chú anh chị nữa, ngay bây giờ Khôi xin mời cả nhà mình cùng nghe truyện. Tại một ngôi chùa cách trung tâm thành phố tầm 100 cây số, dòng người tấp nập chen chúc nhau kéo đến đây dâng hương lễ Phật. Không khí náo nhiệt vô cùng. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng giữa núi, một ngọn núi có lịch sử lâu đời và được người đời truyền miệng bởi sự linh ứng của các vị thần Phật ngự nơi đây. Cũng chính vì vậy, những tín đồ tin vào chuyện tâm linh đến dâng hương cầu khấn rất đông. Từ dưới chân núi, lượng người trải dài đến đỉnh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ lớn trong năm. Mọi người về chùa dâng hương lễ cúng rất đông, trong đó có Hà Anh. Hà Anh cùng một cô bạn tên Vi, cả hai đang thở hì hục vì mệt. Hà Anh gặp người, chống hai tay vào đùi thở hổn hển, nói: "Nghỉ một chút đi, tao mệt sắp xỉu rồi." Vi nghe vậy dừng bước, quay sang nhìn Hà Anh cười mà nói: "Ai bảo ngày thường mày lười vận động, leo lên chưa được nửa đường đã than vãn rồi, chẳng có lòng thành gì cả." Hà Anh cầm chiếc quạt giấy vừa mua từ cô bán hàng lưu niệm ở gian đường, quạt phành phạch, nói: "Lúc nãy mày cho tao đi cáp treo, có phải là hay hơn không?" "Ui, đi chùa này phải leo núi cảm nhận cái thú vị, mày đi cáp treo thì còn gì vui nữa." "Tao chưa thấy vui ở đâu, chỉ thấy mệt." "Thôi, vào đây ngồi nghỉ một lát cho bớt mệt rồi đi tiếp." Hà Anh nghe vậy, gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Cả hai đến bên đường, tìm một nơi thích hợp ngồi xuống nghỉ mệt một lát. Trước mặt họ là từng tốp người lên rồi xuống núi, già trẻ lớn bé đều có. Không khí quả thật náo nhiệt. Hà Anh thắc mắc hỏi Vi: "Những ngày bình thường á, chùa này có nhiều người đến không Vi?" Vi vui vẻ lấy chai nước suối uống một ngụm xong rồi trả lời: "Ngày bình thường á, vẫn có người đến, nhưng không đông đúc như ngày lễ hoặc Tết. Mày chưa thấy vào những ngày Tết, người người kéo nhau về đây dâng hương trả lễ đông nghẹt, tắt luôn cả đường ấy, đông gấp mấy lần so với số lượng người hôm nay luôn." "Dữ dằn vậy à, hôm nay tao thấy như thế này đã đông lắm rồi." "Bao nhiêu đây có là gì đâu." Hà Anh gật đầu như đã hiểu. Chuyện là vài ngày trước, Hà Anh nghe Vi nói chuẩn bị về quê, nên liền nảy ra ý xin về cùng. Hà Anh và Vi đang là sinh viên năm 2. Cả hai học chung lớp, ngồi chung bàn, từ đó quen biết rồi thân với nhau. Nhà Hà Anh nằm ở trung tâm thành phố. Gia đình cô thuộc dòng hàng khá giả, cô chẳng phải đi làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống giống như Vi. Hà Anh là người hòa đồng vui vẻ, dễ gần. Cả hai nói chuyện lâu dần rồi trở nên thân thiết. Hà Anh không giống như các cô cậu con nhà giàu khác hay xem thường những người có gia cảnh điều kiện kinh tế kém hơn mình. Ngược lại, Hà Anh còn rất niềm nở và hay giúp đỡ Vi. Từ đó, Vi càng mến và trân trọng tình bạn của cả hai. Tình cảm của họ như chị em ruột, có chuyện gì đều tâm sự san sẻ với nhau. Nghe Hà Anh muốn về nhà mình chơi, Vi liền vui vẻ đồng ý. Nhà của Vi nằm cách chùa không xa, lại vừa đúng dịp rằm tháng 7 đông vui. Vậy nên Vi quyết định đưa Hà Anh đến ngôi chùa nổi tiếng gần xa ở quê mình cho bạn tham quan. Thế nên mới có cảnh cả hai leo từng bậc thang đi lên chùa. Nói đoạn, Hà Anh và Vi ngồi nghỉ được một lúc, thấy hô hấp đã trở lại bình thường, nhịp tim không còn đập nhanh nữa, cả hai mới đứng lên đi tiếp.
Hà Anh leo lên được vài bậc thang, chợt thấy bên đường có một sạp hàng bày bán các loại vòng tay, nhẫn, dây chuyền, vân vân. Hà Anh để ý thấy từ dưới chân núi lên đến chùa, hai bên đường đều có các sạp hàng bán nước và đồ lưu niệm. Nhưng duy chỉ có sạp hàng này là có chút kỳ lạ, không giống như những quầy hàng khác. Bởi các món đồ này toát ra một vẻ kỳ bí, tạo cho cô cảm giác tò mò không có lời diễn tả. Ngay cả người chủ bán hàng cũng kỳ quặc không kém. Đó là một ông lão gương mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, chùm râu dài trắng bạc như cước. Hà Anh có chút hiếu kỳ nên dừng bước, trong đầu cô chớm lên một suy nghĩ. Sao ông ấy già rồi mà vẫn phải ngồi ở đây bán hàng kiếm tiền thế này? Thật tội nghiệp. Chợt cô muốn mua một món đồ gì đó ủng hộ cho ông lão. Nghĩ vậy, Hà Anh tiến lại sạp hàng. Ông lão ngồi trên chiếc ghế xếp tựa lưng ra sau, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng ông lại phát ra âm thanh trầm ồn. Cô gái, muốn mua gì cứ chọn đi. Hà Anh có chút ngạc nhiên vì người qua lại rất đông. Cô đâu phát ra tiếng động, ông ấy cũng không mở mắt, sao biết có người đến gần còn biết mình là nữ nữa. Hà Anh mang theo chút tò mò, chợt ánh mắt cô vô tình gia phải một chiếc vòng tay màu xanh ngọc. Cô cầm lấy nó lên xem, Hà Anh thấy dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu vào chiếc vòng, làm nó ánh lên một màu xanh nhẹ nhàng rất đẹp, còn có chữ li ti không rõ nghĩa được khắc trên ấy. Ngay khi cô đang ngắm nghía say sưa, ông lão chợt mở mắt, nhìn chằm chằm cô. Hà Anh bị nhìn, liền có chút khó chịu. Vừa lúc có tiếng của Vi nói giọng đến. Tính mua gì đây? Đang đi quay lại đã không thấy mày đâu, hóa ra ở đây. Tao đang tính mua đồ làm kỷ niệm. Mày thích cái nào, chọn đi, tao tặng. Thôi, trước nay tao đâu có thích đeo mấy cái đồ này đâu. Mày mua nhanh rồi đi tiếp, chứ xíu nữa mặt trời đứng bóng, nắng nóng mệt lắm đó. Hà Anh gật đầu, rồi quay sang hỏi ông chủ. Ông ơi, chiếc vòng này bao nhiêu? Con lấy cái này. Tặng cho người hữu duyên. Con đã chọn nó, thì xem như nó có duyên với con. Sao vậy được à? Hà Anh lấy trong ví ra một tờ tiền, rồi đặt xuống sạp. Cô nói. Nếu ông nói vậy, cháu xin tùy tâm. Đây là chút lòng thành, mong ông nhận cho. Ông lão không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hà Anh thấy vậy, lặng lẽ đặt tờ tiền xuống sạp, rồi cùng Vi rời đi. Sau khi Hà Anh đã đi, ông lão mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng của cô ở phía xa lát, tự nói với mình. Ân oán kéo dài, đến kiếp này nên chấm dứt thôi. Câu nói đầy ẩn ý, chẳng ai có thể hiểu được. Bên này, Hà Anh và Vi sau nửa tiếng đồng hồ cũng đã lên đến chùa. Cả hai đi dâng hương bái Phật, sau đó đi ra một ghế đá trống ở khuôn viên chùa ngồi nghỉ và hóng gió mát. Những cơn gió thanh mát nhẹ nhẹ thổi qua làm cho Hà Anh cảm thấy thật an yên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Hà Anh rất thích đi chùa, ông bà ngoại cô là người tu tại gia. Mỗi khi về quê, cô hay theo họ đến chùa. Từ đó sinh ra cảm giác thích thú và quen thuộc khi đến chùa. Ngồi một chỗ cũng chán, Hà Anh bèn kêu Vi đi vòng vòng ngắm cảnh. Phải công nhận, ngôi chùa này là một trong số những ngôi chùa có kiến trúc xây dựng hùng vĩ và bề dày lịch sử lâu đời nhất mà cô từng biết. Đứng ở đây, vừa cảm nhận được không khí trong lành, lại vừa cảm nhận được sự bình an. Lòng Hà Anh trở nên nhẹ nhõm. Đi được một lúc, bỗng có cơn gió mạnh cuốn qua, gió mạnh đến nỗi làm cho tóc của Hà Anh bay tán loạn, mắt cô cũng bị bụi bay vào, khiến cô phải nheo mắt đưa tay lên che mặt. Giữa lúc đó, có người đi ngang qua va vào Hà Anh, làm cô loạng choạng đứng không vững, ngã người ra phía sau, trúng vào một người nào đó. Hà Anh chỉ cảm nhận được mình đang tựa vào một bờ vai vững chắc và được người đó đỡ lấy. Cũng nhờ vậy, cô mới không bị ngã. Lúc định thần lại, Hà Anh xoay người nhìn ra sau và phát hiện người vừa đỡ mình là một thanh niên. Hà Anh bối rối nhanh chóng rời khỏi người anh ta, đứng cách xa giữ khoảng cách. Cô nhìn người thanh niên kia
vội nói: Tôi xin lỗi, anh có sao không? Người kia theo phép lịch sự cũng nhìn cô trả lời: Tôi không sao. Lúc này cả hai người nhìn nhau, Hà Anh bất động, một cảm giác kỳ lạ truyền đến. Má cô chợt ửng đỏ, không phải là cô mê trai, nhưng sao cô thấy người này quen mắt quá, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra được người này là ai. Thấy bạn mình đứng bất động, Vi ở gần đó cảm thấy có chút ngại, bèn lay lay tay Hà Anh, ghé sát tai nói nhỏ: Ê, mày làm cái gì á mà nhìn người ta dữ vậy? Vi phải lay lay người Hà Anh đến lần thứ hai, cô mới có phản ứng lại. Hà Anh cười ngượng, cúi chào người thanh niên kia, rồi kéo Vi đi nơi khác. Người kia không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Hà Anh rời đi mà cười cười. Đi đến một đoạn đã khuất, Hà Anh bây giờ mới ngừng lại. Vi bị kéo đi nhanh, liền thở hồng hộc nhìn Hà Anh khó hiểu, nói: Đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà đi như Tào Tháo rượt vậy? Mà tao nhìn mày lạ lắm đó nha. Bộ mày biết cái anh hồi nãy hả? Sao mà bốn mắt nhìn nhau dữ vậy? Ê, đừng nói với tao là mày bị trúng tình yêu sét đánh đó nha. Hà Anh nghe xong bỗng đỏ mặt, cô vội chối ngay: Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tình yêu sét đánh cái gì? Xàm xí. Nhưng mà không hiểu sao tao thấy anh ta quen lắm, hình như là gặp ở đâu rồi. Vi đăm chiêu nhìn bạn mình. Vậy hả? Không nhớ thì thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Giờ tao với mày đi ăn cơm chay, rồi xuống núi đi về hen. Đói bụng sắp xỉu rồi đây. Hà Anh gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau đi đến khu nhà ăn của chùa dùng cơm, rồi xuống núi. Lung xuống chân núi đã 3 giờ chiều. Trên đường quay về nhà của Vi, cả hai chạy xe máy đi được một đoạn thì gặp ngay con đường toàn ổ gà ổ vịt. Nó làm cho chiếc xe nảy lên nảy xuống, tay lái của Vi cũng trở nên nhát đi. Không chỉ thế, nơi này còn hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn cỏ cây. Cách một đoạn xa lắm mới thấy được hai căn nhà. Hà Anh thấy sợ nên hỏi Vi: Mày đi về con đường này mà không thấy sợ à? Vi tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lời: Muốn về nhà nhanh nhất thì phải đi qua con đường này. Không sao đâu, đừng lo. Nghe vậy, Hà Anh cố nén cơn bồn chồn trong lòng xuống. Sau một hồi, cô nhìn thấy phía trước con đường lớn có đông người qua lại hiện ra. Hà Anh mừng thầm vì cuối cùng đã ra khỏi đoạn đường này. Không hiểu sao đoạn đường này tạo cho cô một cảm giác bất an và lo lắng. Chợt ngay khi chỉ còn cách con đường lớn một đoạn, từ đâu có một cô gái chạy ra ngay đầu xe của cả hai. Hà Anh ngồi phía sau nhìn thấy, liền hoảng hồn la lên: Cẩn thận! Vi đang cầm tay lái, tinh thần hoảng loạn không kém. Vi hốt hoảng, sợ đâm phải cô gái kia, theo phản xạ bẻ tay lái né sang một bên. Bánh xe đột ngột đổi hướng, Vi cầm lái không vững, làm cho chiếc xe trượt bánh ngã một cái ầm. Cả Hà Anh và Vi đều cùng lúc té xuống. Cả hai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, lúc đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, họ bất ngờ đến kinh hãi khi đập vào mắt của cả hai là cô gái vừa xông ra trước đầu xe của họ. Mặt cô ta trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn cả hai cười lên man rợ. Giọng cười the thé nghe đến rợn cả óc. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ giống như thời xưa và từ từ tiến đến chỗ hai người họ. Cô ta giơ đôi bàn tay nhão nhoét đến gần. Hà Anh trong cơn sợ hãi chỉ biên giơ bàn tay lên che mặt, hét lên thất thanh. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc vòng tay cô đang đeo chiếu thẳng vào cô ta, làm ả rú lên một tiếng rồi biến mất. Chiếc vòng ấy chính là chiếc vòng Hà Anh mua được từ chỗ ông lão kỳ lạ ở chùa.
Sau khi Hà Anh và Vi không còn nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn, không thấy cô gái đáng sợ kia đâu. Chỉ có một cái áo mưa đỏ đang bị gió thổi bay đi tứ tung. Cả hai nhìn nhau, rõ ràng hồi nãy có một cô gái áo đỏ, mặt mày kinh dị ở đây cơ mà. Sao bây giờ chỉ còn cái áo mưa? Cả hai sợ hãi, nhanh chóng đỡ chiếc xe lên trở về nhà trong sự im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, bỏ lại nơi đó một chiếc vòng đã vỡ. Chiếc vòng đã phát huy hết linh lực để bảo vệ cả hai và cũng đã dở đi ngay sau đó. Sau khi quay về nhà, cả hai giấu nhẹm đi chuyện vừa gặp phải. Mặc dù trong lòng, ai nấy đều bị ám ảnh và mang một nỗi lo sợ bất an. Sáng hôm sau, Hà Anh và Vi vẫn còn đang ngủ. Vì đêm qua, cả hai thì thầm với nhau chuyện gặp tai nạn và người con gái đáng sợ kia đến gần sáng mới ngủ được. Chợt tiếng chuông điện thoại của Hà Anh reo lên. Hà Anh giơ tay lấy điện thoại xem, thì thấy đó là số của mẹ mình. Cô bắt máy lên nghe. Vi cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông, tò mò nhìn Hà Anh. Không rõ bên kia nói cái gì, chỉ thấy nét mặt Hà Anh trông sốc lắm. Hà Anh dạ mấy tiếng rồi tắt máy. Tay cô buông điện thoại xuống giường, mắt đỏ hoe ngấn ngấn nước. Những dòng lệ cứ thế chảy xuống gò má. Vi thấy vậy, liền lo lắng hỏi. Mày sao vậy? Có chuyện gì? Nói tao nghe đi. Hà Anh nghe hỏi, chẳng còn kiềm chế được mà khóc lên nức nở. Vi ơi, ông ngoại của tao mất rồi. Tin này hơi đột ngột, đến nỗi ngay cả Vi cũng bất ngờ. Mới hôm trước còn thấy ông ngoại Hà Anh gọi điện thoại nói chuyện với cô đây mà. Sao bây giờ đã mất rồi? Vi nhìn bạn đau lòng, nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi theo. Trong giờ phút này, Vi chỉ biết an ủi bạn bớt đau buồn. Ngay sau đó, cả hai bắt chuyến xe sớm nhất để trở về nhà ngoại của Hà Anh ở Hậu Giang. Đến chiều tối, hai người cũng về đến nơi. Hà Anh chạy vào trong nhà. Mỗi khi về quê, cô đều chạy vào nhà với tâm trạng phấn khởi vui mừng. Nhưng lần này đã không còn như trước, bởi trong lòng cô lúc này đang mang một nỗi buồn mất mát. Từng bước chân của Hà Anh đều trở nên nặng trĩu. Những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi cứ thế không kìm được mà rơi xuống. Nhìn chiếc quan tài đặt giữa nhà, phía trước là bàn hương án đặt tấm di ảnh ông ngoại. Hà Anh thấy nghẹn đắng, chỉ biết quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Bên trong nhà, bầu không khí trở nên ảm đạm, tiếng khóc vẫn vang lên. Bà con dòng họ khắp nơi đều đã có mặt đông đủ. Tiếng trống kèn vang lên tiễn đưa vong hồn của người đã mất. Hà Anh khóc đến nỗi ôm ngực đau đớn, cô nghe trời sập ầm ầm bên tai. Sao ông lại đột ngột mất sớm đến như vậy? Con Hà Anh về thăm ông nè, ông ơi! Những ký ức lúc xưa như một cuốn băng đang chiếu lại trong tâm trí cô. Hà Anh còn nhớ mỗi khi cô về thăm ông bà ngoại, có cái gì ngon, ông cũng đều để dành cho cô. Có cái gì đẹp cũng đều nhớ đến cô. Vậy mà bây giờ ông đã ra đi mãi mãi. Ngay cả khi nhìn mặt ông lần cuối, Hà Anh cũng không kịp nhìn. Bà con dòng họ ai cũng đau xót khi thấy cảnh đó. Cha mẹ Hà Anh cũng vậy, sợ con gái chịu không nổi nên mẹ tiến đến đỡ cô đi vào phòng nghỉ ngơi. Vi bên này lúc vào nhà đã chào hỏi mọi người, sau đó đi theo chăm sóc an ủi Hà Anh. Hà Anh vào phòng khóc thêm một chập nữa, mệt quá mới ngủ thiếp đi. Tối đó bà ngoại Hà Anh bước vào. Bà nheo đôi mắt đã có phần nhăn nheo, ánh lên một tia buồn bã nhìn Hà Anh đã ngủ. Bà nghẹn ngào hỏi Vi. Con anh nó ngủ rồi hả? Tội nghiệp con nhỏ, hồi còn sống ổng thương nó nhất, đến lúc mất vẫn không nhìn được mặt nó lần cuối. Vi lại phép đáp lời. Dạ, Hà Anh ngủ rồi thưa bà, con sẽ an ủi Hà Anh, bà yên tâm ạ. Ừ, con chăm sóc nó giùm bà. Người mất thì cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống,
Nói rồi, bà quay người tính bước đi, nhưng đột nhiên bà khựng lại. Mà con về đây á, cứ xem như là nhà của mình, muốn ăn uống gì á, cứ xuống bếp bảo cô chú dưới đó làm cho ăn, đừng ngại ngang con. Nhà đang có chuyện buồn nên con thông cảm. Dạ, con về đây lần thứ ba rồi nên con không có ngại gì đâu ạ. Chuyện của ông, mong bà bớt đau buồn. Bà ngoại gật đầu cười hiền rồi đi ra ngoài. Vì biết, nhìn bà cứng cổ vậy thôi, nhưng sâu trong ánh mắt bà đang hằn lên những tia ửng đỏ. Bà ngoại đang cố kiềm cảm xúc. Bà rời đi rồi, Vi quay sang nhìn Hà Anh đang ngủ miên man, khóe mắt vẫn còn ngấn ngấn nước. Chợt bụng Vi kêu lên, cô thấy hơi đói, bèn đứng lên đi xuống bếp. Nhà ông bà ngoại Hà Anh được xây theo kiến trúc cổ xưa, xung quanh là những chậu hoa cực kỳ đắt tiền. Khuôn viên của nhà và vườn cây ăn quả phải rộng tầm mấy hecta. Vi đã từng về đây chơi và nghe ông bà ngoại Hà Anh nói, căn nhà này là nhà từ đường đã qua nhiều thế hệ và mọi người xung quanh hay gọi nơi đây là dinh phủ. Sáng hôm sau, Hà Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Mắt cô vẫn còn ướt, miệng cô vẫn mếu máo gọi ông ngoại. Đêm qua, cô đã phải trằn trọc cả một đêm. Di ảnh ông ở đó, quan tài đang ở đó. Nhưng cô vẫn chưa tin là ông mình đã mất. Mà sao ông lại mất? Đột nhiên, dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cô. Hôm qua vẫn chưa kịp hỏi chuyện này. Đúng rồi, mới hôm trước, ông còn gọi cho mình hỏi thăm. Rõ ràng ông còn rất khỏe. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi lại có thể đột ngột mất được? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa. Hà Anh, con dậy chưa con? Là giọng nói của bà Xuân, mẹ của Hà Anh. Nghe mẹ gọi, Hà Anh trả lời. Dạ, con vừa mới thức. Dậy rồi đi rửa mặt, rồi ra lại ông ngoại nè con. Hà Anh dạ một tiếng, rồi bước ra mở cửa. Cô hỏi mẹ mình. Mẹ, sao ông ngoại lại mất vậy mẹ? Mẹ cô thở dài. Ông ngoại con bị ngã ở trong kho. Chẳng hiểu sao, ông từng cấm mọi người trong nhà không ai được đến nhà kho đó. Nhưng sáng đó bà ngoại con ngủ dậy không thấy ông đâu và phát hiện ông ngã đập đầu ở nhà kho rồi mất. Công an đã khám nghiệm hiện trường và kết luận là ông tự ngã do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Nghe vậy, Hà Anh cũng không hỏi thêm, chăng đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn. Rồi cũng đến ngày chôn cất ông ngoại, Hà Anh nghe phong phanh hôm nay có khách quý đến thăm. Hình như là ông Hai Trượng, một người vừa có tiền vừa có quyền ở xã bên. Hai gia đình cũng có giao tình thân thiết với nhau. Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước, lúc quan tài của ông ngoại được đưa đi chôn, thì vị khách đó đến. Họ đi bằng xe hơi đắt tiền. Cánh cửa xe vừa mở, có 3 người bước xuống, gồm 2 già 1 trẻ. Hai người già Hà Anh đã từng gặp, nhưng còn người trẻ kia thì... Bỗng dưng, cặp mắt của Hà Anh mở to lên ngạc nhiên. Là anh ta. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Người trai trẻ đó chính là người hôm trước cô đụng phải ở chùa. Người kia bước vào, đi ngang qua Hà Anh. Anh ta ngừng lại, nhìn qua cô cười một cái, rồi nói. Chúng ta có duyên dĩ, lại gặp nhau rồi. Anh là... Tôi là cháu của ông Hai Trưởng, ông bà nội tôi là bạn bè thâm giao với ông ngoại cô. Cô có thể kêu tôi bằng chú. Nói rồi, anh ta cười cười, đưa tay xoa đầu một cô gái. Gọi chú đi cháu gái. Hành động của anh ta làm cho Hà Anh vừa ngại ngùng vừa tức tối. Ai là cháu anh hả? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Với lại anh với tôi có bà con dòng họ gì đâu mà chú với cháu. Cái đồ dở hơi. Dứt lời, Hà Anh liền bỏ đi sang chỗ khác. Anh ta lớn hơn mình có bao nhiêu tuổi đâu mà bảo mình xưng chú với cháu. Rõ ràng là đang chọc quê mình đây mà. Một người đàn ông đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì nói: Mày tán gái kiểu này á, ai mà dám đổ hả con? Chàng trai không đáp lời, chỉ nhìn theo bóng lưng Hà Anh đang đùng đùng đi nhanh sang chỗ khác mà cười thầm.
có vẻ chọc cho người khác tức là niềm vui của anh ta. Cậu ta tên là Nguyên, nhà cách nhà ông ngoại Hà Anh chỉ vài căn. Nhưng ông bà hai trưởng ở xã khác, nên anh ta đi xe con đến đón ông bà nội mình sang đây dự đám tang. Hà Anh có nghe người lớn nhắc về anh ta và đã từng gặp nhau. Nhưng đường không đi lâu ngày đầy cỏ dại, người không gặp lâu ngày hóa người dưng. Vậy nên lúc gặp nhau ở chùa, Hà Anh không nhận ra anh ta. Trước khi đưa quan tài đi hạ huyệt, bên trại hồn sẽ có vài tiết mục như múa lửa, thi triển võ công đánh quỷ. Cốt là để trừ tà, đuổi đi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà nhằm giúp cho gia chủ không bị trùng tang. Những người khiêng quan tài vừa đi, sẽ có một số người ở nhà cầm chổi quét liên tục những thứ trên đất ra cửa, cũng như là quét hết những cái xui rủi ra ngoài. Bên này, quan tài được đưa ra nơi chôn cất. Khi hạ huyệt, Hà Anh không khóc, nhưng trong tia mắt cô vẫn còn đượm buồn. Có lẽ đây sẽ là chuyến về quê đau buồn nhất trong cả cuộc đời của cô. Nguyên cũng đi theo đưa tiễn ông ngoại cô. Anh ta cầm nhang đứng cạnh Hà Anh. Nhìn thấy sắc mặt của cô, Nguyên cảm thấy thương cảm. Nguyên không trêu ghẹo cô nữa, mà tiến đến đặt tay lên vai Hà Anh an ủi. Thôi, người mất cũng mất rồi. Đừng quá đau buồn dẫn đến sức khỏe không tốt. Hãy cố gắng lên, như vậy ông ngoại cô mới yên lòng ra đi. Tôi nghe nói nếu người mất thấy người thân đau buồn vì mình, họ sẽ lưu luyến không thể đi đầu thai. Từ đó lang thang trên trần gian, chắc cô cũng không muốn ông mình không thể đi đầu thai được phải không? Nghe những lời ấy, Hà Anh vội lắc đầu, mắt hơi ửng đỏ, chắc do xúc động. Không. Tôi không thể để ông bận lòng vì tôi. Ông hãy đi đầu thai bắt đầu một kiếp sống khác. Ông hãy sống thật tốt. Con sẽ mãi nhớ đến ông. Hà Anh không kìm được, quay sang gục đầu vào người Nguyên khóc nấc lên từng tiếng. Bà Xuân thấy con gái mình có hành động như vậy, định tiến đến đỡ cô. Nhưng Nguyên nói, để cô ấy khóc đi. Khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn, không sao đâu. Bà Xuân nghe vậy nên thôi. Nhưng trong lòng bà lại có suy nghĩ khác. Sao tự dưng thấy hai đứa này nó đẹp đôi dữ vậy ta? Có khi nào... Nghĩ tới đây, lòng bà Xuân tự nhiên vui ngang. Bà cũng rất muốn điều đó xảy ra. Hà Anh khóc một chọc, đến khi bình tĩnh lại mới quay người tránh xa Nguyên ra. Cô nhỏ giọng, xin lỗi anh, tôi làm áo anh bị dơ rồi. Không sao, cô nhẹ lòng là được rồi. Nguyên vừa dứt câu, Hà Anh hơi cúi mặt. Cảm ơn anh đã an ủi. Nói rồi, Hà Anh đi sang chỗ mẹ mình để lại ông ngoại lần cuối. Nguyên không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô, lòng thầm vui. Xong đám tang, Hà Anh vẫn chưa về thành phố. Cô muốn ở lại quê một thời gian. Vì hiện tại đang nghỉ hè, còn cha mẹ cô bận công việc nên phải lên thành phố trước. Hà Anh muốn ở lại đây với bà ngoại mình lâu hơn. Qua mấy ngày sau, Hà Anh đã bớt buồn đi. Giờ cô mới biết anh chàng tên Nguyên nhà ở cách đây không xa, cách nhà ngoại có 3-4 cái nhà. Dạo gần đây, Nguyên hay ghé qua hỏi thăm bà ngoại của cô. Cả hai cũng nói chuyện cởi mở hơn. Cô biết được lần trước gặp anh ta ở chùa là do anh ta đưa mẹ mình lên thành phố khám bệnh. Sẵn tiện bà muốn đi chùa lễ Phật nên đưa bà đến ngôi chùa đó. Vì lúc này cũng mới phơi đồ xong đi vào, thấy bạn mình ngồi bơ phờ rồi rùng mình mấy cái. Vì thấy vậy liền hỏi, ê, mày làm cái gì á mà lông tai lông chân nổi dựng lên hết vậy? Hà Anh giật mình. Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện thôi. Mà mày đang giặt quần áo hả? Để đó tao phơi lên cho. Thôi thôi, không cần đâu. Hà Anh cười cười. Phơi đồ xong, tao dẫn mày đến chỗ này. Chỗ nào đó? Đi theo tao là biết.
Hà Anh dẫn Vi đến một cái hồ rộng lắm, hoa sen đua nhau nở hương, bướm bướm bay khắp nơi. Đúng là một khung cảnh rất đẹp. Vi phải nói là mắt chữ O, mồm chữ A khi thấy cái hồ sen nở rộ đẹp tuyệt sắc của nhà con bạn mình. Trời ơi, hồ này trồng sen nở đẹp dữ vậy. Hồ này hồi đó ngoại tao đào để trồng sen ăn á, mà dạo này có nuôi thêm cá nữa. Mỗi lần về quê là tao hay ra đây hóng mát lắm. Vi gật gật đầu, tính nói gì đó, tự nhiên bụng Vi kêu lên mấy cái, rồi cô ôm bụng mà nói. Ê, ê Hà Anh, hình như tao ăn trúng rồi, mày ở đây chờ tao một chút, tao đi xong cái ra liền. Hà Anh nhìn Vi cười cười, lắc đầu bất lực. Sáng ăn cho lắm vô, giờ cho ôm Tào Tháo, đằng kia có cầu cá, không thì chạy vô nhà vệ sinh đi. Tao biết rồi, ở đây đâu phải lần đầu, làm như tao không biết vậy á. Vi không vòng vo nữa mà lao thẳng về hướng nhà vệ sinh. Hà Anh bây giờ chỉ biết lắc đầu đứng đợi. Đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra. Hà Anh! Hà Anh! Âm thanh này nghe kỹ là một người phụ nữ. Âm giọng này thanh vang trong không khí, làm cho người nghe bất giác lạnh sống lưng. Ai vậy? Mày không nhớ ra tao sao, Hà Anh? Giọng điệu đó trở nên sắc bén khi nhắc đến hai chữ Hà Anh. Hà Anh vô cùng hoang mang, không biết giọng nói đó là của ai và cũng không biết nó được phát ra từ đâu. Bỗng nhiên, trên mặt hồ nổi lên từng đợt bong bóng nước, như có người lặn ở dưới vậy. Hà Anh tò mò lại gần mặt hồ để nhìn cho rõ, chợt cô thức kinh hồn phách. Từ chỗ bọt nước, ngoi lên một cái đầu người, mắt chỉ một màu trắng không có con ngươi. Thân người cô ta từ từ trồi lên. Một bộ đồ đỏ hiện ra, pha lẫn màu nâu do dính bùn sình, càng tạo thêm sự ma mị của nữ quỷ. Hà Anh chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm trước, cô gái áo đỏ kinh dị kia chính là cô ta. Nữ quỷ nhìn Hà Anh, cười lên một tràng mang rợ, rồi đưa tay về phía cô ngoắc ngoắc. Đến đây đi, đến đây, nhanh đến đây. Giọng nói gian vọng trong không gian như có mị lực. Mắt Hà Anh từ sợ hãi chuyển sang trầm xuống, khuôn mặt lại vô hồn, cứ thế từng bước đặt chân đến gần mặt hồ. Bên kia, con quỷ cứ kêu gọi, âm thanh dụ hoặc cứ gian bên tai. Hà Anh bây giờ đã đặt chân xuống hồ rồi, cô đi xuống từ từ đi đến nơi nữ quỷ đang đứng. Ngoài sân trước, Nguyên vừa qua tới, vô tình gặp được ngoại của Hà Anh. Bà hỏi, qua chơi hả con? Con qua thăm bà. Vào nhà uống nước trà với ngoại nè. Dạ, mà Hà Anh đâu rồi ngoại? Rồi bay qua thăm ngoại, hay là thăm cháu của ngoại đây? Nguyên gãi đầu cười hì hì. Thì con qua thăm cả hai. Nói rồi, Nguyên cười khì. Bà ngoại Hà Anh biết ý, bèn nói, nó chơi với bạn ở sau nhà, chỗ cái hồ sen đó. Dạ, vậy con ra đó gặp Hà Anh có chút chuyện, lát con vào nói chuyện với ngoại sau hen. Ừ, đi đi. Nguyên dạ, rồi bước một mạch ra sau giường, ra tới hồ sen, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Hà Anh vô hồn bước dưới mặt nước. Nguyên gọi mấy tiếng, không thấy cô đáp lời. Cô cứ thế đi xuống hồ. Hồ sen này khá sâu, sắp ngập lên đầu mà Hà Anh vẫn không có phản ứng. Nguyên thấy vậy, nhanh chóng chạy xuống lội đến ôm người cô lại, sau đó kéo Hà Anh lên bờ. Anh nhìn vào mắt Hà Anh, thấy phần tròng đen biến sắc thành nâu. Anh đánh lên người cô mà gọi, Hà Anh, tỉnh dậy đi. Gọi một lúc, Hà Anh mới lấy lại tỉnh táo. Nhìn thấy Nguyên, cô giật mình. Nhưng khi nhớ lại con nữ quỷ ở dưới hồ sen, cô sợ quá nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh cứu tôi với, dưới kia có quỷ đó. Nguyên dỗ dỗ dai trấn an Hà Anh. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động kỳ lạ của cô, Nguyên có chút hồ nghi. Có anh đây, không sao đâu. Nữ quỷ đứng ở dưới một gốc cây, nhìn thấy Nguyên ôm Hà Anh quấn quýt thì vô cùng tức giận. Cô ta bay phát lên cao,
mắt đã chuyển sang đỏ tía, nhìn hai người họ mà nói. Anh Minh, anh không còn nhớ em nữa sao? Tại sao? Tại sao anh vẫn bên đó? Tại sao? Lại nói, trước lúc Hà Anh về một ngày, đêm đó ông ngoại Hà Anh đang ngủ thì nghe tiếng có ai đó gọi. Ông cứ thế như kẻ vô hồn mà đi theo tiếng gọi ấy đến nhà kho. Ngôi nhà này của ông đã trải qua mấy đời rồi. Khu nhà kho là nơi cấm kỵ của ngôi nhà này. Không ai được vào đó và nó đã được khóa lại một cách chắc chắn. Nhưng không hiểu sao, ông ngoại Hà Anh cứ thế đi đến đó và mở cửa ra đi vào. Bên trong căn phòng tối om, người bình thường mắt có tốt cỡ nào cũng không khó có thể nhìn rõ được mọi vật bên trong. Huống hồ ông là người bị viễn thị nặng. Ấy vậy mà ông đi qua lại trong nhà vô cùng mượt mà thuần thục. Ông đi đến một tảng đá đặt ở cuối nhà kho. Đột nhiên, chân ông bị lật qua một bên. Tiếng xương gãy kêu lên một cái rác, rồi ông té xuống đất. Phần đầu bị đập mạnh xuống tảng đá kia. Máu từ đó chảy ra không ngừng. Nhưng lạ thay, máu từ đầu ông tiết ra bao nhiêu thì tảng đá ấy hấp thụ bấy nhiêu. Hồi sau, viên đá bỗng dưng vỡ tan tành. Bên dưới là một cái hũ sành có khắc hoa văn cổ kính. Phần miệng bình nứt ra một miếng nhỏ. Từ chỗ nứt lại bay ra một làn khói đỏ, rồi tụ lại thành hình dáng của một cô gái. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Nữ quỷ như cảm nhận được cái gì đó, quay phát đầu về một phía, rồi nở ra một nụ cười. Mày đợi đó đi, tao sẽ gặp mày sớm thôi. Nói rồi, con quỷ hóa thành làn khói đỏ bay mất hút. Sở dĩ nữ quỷ oán hận như vậy cũng là vì một chữ tình. 100 năm trước, chính tại trong ngôi nhà này, khi đó nơi đây là biệt phủ của gia tộc họ Đinh, tổ tiên của Hà Anh. Đinh phủ khi ấy vô cùng giàu có thể nói là giàu có nhất nhì nơi này. Người đứng đầu phủ là ông Đinh Thượng. Ông có hai người vợ, lần lượt là bà Thanh và bà Hương. Hà Thu từ nhỏ đã lanh lợi và nghịch ngợm. Hà Anh thì ngược lại, dịu dàng và ngoan hiền, nên được cha có phần cưng chiều hơn. Chăng cũng vì thế, Hà Anh thường xuyên bị chị mình ăn hiếp, tranh giành. Năm Hà Anh 15 tuổi, bà cả mẹ của Hà Thu mất do mắc một căn bệnh khó chữa. Ông Đinh khi đó phải tốn rất nhiều tiền để mời thầy thuốc giỏi ở khắp nơi đến chữa bệnh cho bà. Những vị thuốc quý và đắt đỏ đều dùng tới, nhưng bà vẫn không qua khỏi. Hà Anh nhìn chị chịu nỗi đau mất mẹ thì thương lắm. Từ đó về sau, mọi thứ tốt đẹp Hà Anh đều nhường cho chị. Nhưng Hà Thu lại càng ghét cô hơn, vì Hà Thu luôn nghĩ dựa vào đâu mà mình là con dòng chính thất lại đi hạ mình ngang hàng với con vợ lẽ. Cũng chính vì sự tồn tại của Hà Anh nên cha mới không thương mình. Mọi sự yêu thương của cha đã bị Hà Anh cướp mất. Thu ôm theo nỗi ghen ghét, ganh tị và xem thường em mình từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ. Cứ như vậy, cả hai lớn cùng nhau, chẳng mấy chốc mà 2 năm nữa lại trôi qua. Hai đứa con gái của ông Đinh nay đã lớn, ra dáng thiếu nữ. Cô Hai Thu xinh xắn đẹp lắm, cô ba Hà Anh cũng không kém cạnh. Cả hai đều là niềm tự hào của ông Đinh. Hôm nay, Hà Anh dự định đi đến chùa dâng hương cầu phúc. Trước đó cô đã xin phép cha mẹ mình, ông bà đã đồng ý. Phấn, em chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi. Dạ, nhang đèn đã chuẩn bị đầy đủ, mình đi thôi cô chủ. Phấn là cô người hầu thân cận của Hà Anh. Sau khi chủ tớ họ đi khuất, Hà Thu đứng ở một góc nhìn theo, nở một nụ cười nham hiểm. Cứ đi đi, xem mày có mạng về không. Chiều đó, Hà Anh lên đường lễ Phật xong,
và đang trên đường quay về phủ. Đi dọc đường thấy khát nên họ dừng chân ghé vào một quán trà để uống nước nghỉ mệt. Quán nước này cập gần mé sông. Ở đây gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước trong veo, lâu lâu có những đợt sóng nhẹ đi qua kéo theo đám lục bình nhấp nhô. Đúng là một nơi rất thích hợp để uống trà thư giãn. Người chủ quán đem trà và bánh ngọt ra, niềm nở nói: Mời khách quý dùng trà. Hà Anh cười nhẹ gật đầu. Người kia đặt trà bánh xuống bàn, rồi quay người đi vào trong. Hà Anh rót trà ra ly, rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Loại trà này có hương vị đặc biệt quá, ta chưa uống qua loại trà này bao giờ. Coi bộ cô ba nhà họ Đinh cũng biết thưởng thức trà đó chứ. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông còn trẻ, nhìn sơ qua chăng cũng chỉ tầm 20. Nghe người kia nói thế, Hà Anh nghiêng người qua nhìn chàng trai ngồi bàn phía sau, khó hiểu hỏi: Anh biết tôi sao? Tôi không biết, chỉ đoán vậy thôi, xem ra tôi đoán đúng rồi. Nghe vậy, Hà Anh ghé hỏi nhỏ với Phấn: Anh ta là ai vậy? Phấn liền đáp: Dạ thưa cô, cậu ấy là Trần Minh, con trai ông Trần. Là người phú hộ Trần à? Dạ đúng rồi. Hà Anh nghe vậy, liền nhận ra người kia là ai. Trần Phủ cũng là một gia tộc có quyền lực bậc nhất, đến cả các quan viên cũng phải nể gia đình kia vài phần. So ra, Trần Phủ chỉ có hơn chứ không kém Đên Phủ. Biết được lai lịch của người kia, Hà Anh có chút dè chừng. Trần Minh cười cười nhìn Hà Anh. Sao vậy? Biết tôi là người của Trần gia nên sợ sao? Hà Anh cười khẽ đáp. Nói ra thì hai bên gia tộc của chúng ta cũng có chút qua lại. Tôi cũng không đắc tội gì với anh, sao phải sợ? Vậy sao? Cô ba nhà họ Đinh đúng là biết cách nói chuyện. Hà Anh định nói gì đó, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có một đám người bịt mặt xông vào quán. Phía sau còn có một tên cầm đầu. Hắn vừa vào quán đã hét to: Giết cô ta! Tay hắn chỉ về phía Hà Anh. Mọi người trong quán trở nên hoảng loạn chạy tứ phía. Cô Phấn sợ lắm nhưng vẫn đứng chắn trước Hà Anh bảo vệ cho cô. Bọn chúng có 5 người, ai nấy lăm lăm vũ khí. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc Hà Anh sắp bị một tên chém trúng, Trần Minh phi đến cho hắn một cước ngã nhào ra đất. Trần Minh hét to: Nhanh tìm chỗ an toàn trốn đi! Hà Anh trong cơn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng gật đầu, cùng con Phấn tìm một góc khuất trốn vào. Trần Minh sau một hồi đánh đấm cũng hạ gục được bọn chúng. Thấy tình hình không ổn, chúng kéo nhau chạy đi mất. Thấy mọi chuyện đã ổn, Trần Minh nói: Bọn chúng đi rồi. Mà cô đắc tội với ai đến mức họ muốn lấy mạng cô vậy? Hà Anh cũng chẳng biết ai lại muốn giết mình. Cô cảm ơn Trần Minh đã ra tay cứu giúp. Sau đó Trần Minh hộ tống cô về nhà vì sợ cô lại gặp nguy hiểm. Tại một ngôi đền bỏ hoang cách đó không xa, bọn bịt mặt bị Trần Minh đánh cho một trận tả tơi thì bỏ chạy đến đó. Tên cầm đầu cúi đầu thông báo với một cô gái đứng đối diện: Thưa cô, hai nhiệm vụ cô giao bị thất bại rồi. Cô gái tức giận đến nghiến răng: Các người đúng là đám vô dụng, chỉ có một con đàn bà yếu ớt cũng không giết được. Cô ta có người giúp đỡ, người đó võ công giỏi lắm, chúng tôi đánh không lại. Cô gái đó lạnh lùng hỏi: Kẻ đó là ai? Kẻ cầm đầu cúi đầu như rất nghe lời cô ta: Là cậu Trần Minh. Không ngờ cô ta lại gặp Trần Minh. Người con gái đó chính là Hà Thu. Cô ta thuê người giết Hà Anh. Có lẽ bao lâu nay sự căm ghét và đố kỵ của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, đến mức muốn giết Hà Anh để loại bỏ cây gai trong mắt. Vì nếu để càng lâu, cây gai này càng làm cô ta thấy đau đớn và chướng mắt. Lần này thất bại, cô ta đành nghĩ cách và chờ đợi lần khác. Sau khi quay về phủ, Hà Anh vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra ở quán nước. Con Phấn báo lại chuyện này cho bà Hai, mẹ của Hà Anh. Nghe tin này, bà Hương tức giận, bèn đem chuyện nói lại với chồng. Ông Đinh nghe xong cũng lấy làm tức giận. Kẻ nào dám ra tay với con ông?
Chuyện này ông nhất quyết phải cho người điều tra ra. Ông cho gọi Hà Anh và Phấn đến hỏi chuyện. Ta nghe nói, hôm nay con gặp phải một đám người muốn giết con. Từ hôm nay, con không được ra ngoài nữa, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Anh biết cha muốn tốt cho mình, nhưng bắt cô ở nhà mãi, cô sẽ chán lắm. Cô nói, lần sau ra ngoài, con sẽ đưa theo người bảo vệ được không cha? Con cứ ở trong phủ mãi, chẳng ổn tí nào. Không được, ở nhà là an toàn nhất. Thấy cha nhất quyết, Hà Anh biết không cãi lời được, nên đành im lặng ngoan ngoãn chấp nhận. Hà Thu cũng có mặt, thấy Hà Anh được cha quan tâm như vậy, trong lòng càng thấy bực tức. Chỉ là một đứa con của vợ lẽ, sao ông ấy lại yêu thương như vậy? Thu bây giờ mới lên tiếng nói. Nghe mọi người ngoài phủ bàn tán, hôm xảy ra chuyện, em ba vào quán nước, nên sau đó mới bị bọn người kia ra tay. Nếu em ba đi đến nơi về đến chốn, chăng không xảy ra chuyện gì rồi. Con còn nghe đâu á, em ấy vào quán gặp ai thì phải. Nghe Hai Thu nói vậy, ông Đinh liền quay sang Hà Anh. Có thật vậy không? Con vào quán gặp ai? Hà Thu nhìn em mình cười nhẹ một cái, rồi nhìn ông Đinh, cất lời. Người ta nói Hà Anh vào đó gặp một người đàn ông, trông hai người cũng thân lắm. Ông Đinh nghe đến đây, mặt biến sắc, ông tức giận. Cái gì? Hà Anh, con đi gặp ai? Con dám nói dối để ra ngoài gặp đàn ông sao? Ông à, bình tĩnh đi, con Hà Anh không có như vậy đâu. Bà Hương từ đâu đi vào, thấy con gái mình bị du oan, liền nói đỡ cho con. Ông Đinh nghe vậy, lấy làm không vui, ông nói. Bà im lặng để tôi dạy con. Nói, con đi gặp ai? Con không đi gặp ai cả cha à, con đi chùa là thật. Lúc về con hơi khát nước, nên dừng chân vào quán uống nước. Vừa lúc gặp Trần Minh, con của nhà họ Trần, và anh ta đã ra tay cứu con thoát chết. Xưa nay con gái không bao giờ dám nói dối cha mẹ nửa lời, xin cha hãy tin con. Ông Đinh, bà Hương đều ngạc nhiên khi nghe Hà Anh nhắc đến Trần Minh. Ông Đinh hỏi, Trần Minh sao? Đúng rồi, cậu ta là con trai của Trần Dương mà. Tốt lắm, nếu kết xui được với Trần Gia là chuyện tốt, con quen cậu ta, cha chấp nhận. Nghe cha mình nói vậy, Hà Anh vừa ngại ngùng, vừa bối rối. Giữa hai người họ đâu có gì xảy ra, sao cha mình lại nói như vậy? Cha nói gì vậy? Con chỉ vô tình gặp anh ta và nói chuyện vài câu, con không có ý gì với anh ta cả. Cha nói vậy đó, nếu con quen cậu ta, cha tán thành. Cha kỳ quá, con về phòng đây. Hà Anh đỏ cả mặt quay về phòng. Bên này, ông Đinh quay sang nói với bà Hương, giọng vui mừng. Con gái lớn rồi á, cũng đã đến tuổi lấy chồng. Hà Thu nhìn cha mình, lòng đầy ấm ức, cứ nghĩ ít nhất Hà Anh cũng bị phạt. Không ngờ cha mình nghe đến phủ họ Trần đã vui đến mức quên hết gia giáo lễ nghi. Tại một diễn biến khác ở Trần Phủ, Trần Minh đang thất thần, vừa đi vừa nhớ về người con gái của nhà họ Đinh. Anh tự hỏi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô gái ấy. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh ta đã bị sự dịu dàng khôn ngoan của Hà Anh làm cho say đắm. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh ta. Mãi suy nghĩ, bản thân bước vào sảnh chính của Trần Phủ lúc nào không hay. Cha Trần Minh đang ở đó, thấy con trai về, mặt mày có phần tươi vui, liền hỏi. Sao rồi, kiếm được vợ chưa? Lại là câu hỏi này, anh chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng cha cứ bắt Trần Minh kiếm vợ để sinh con đẻ cái. Ông nói năm nay ông đã già lắm rồi, ông sợ chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội của mình. Ông Trần cũng là một người rất đặc biệt. Ông tuy là người có địa vị và giàu có, nhưng cả cuộc đời ông chỉ yêu thương mỗi một người vợ. Nhưng lúc sinh Trần Minh thì bà đã mất. Ông Trần vì thế mà vô cùng đau lòng. Một tay ông gà trống nuôi con, chăm sóc cho Trần Minh tới tận bây giờ. Ông cũng không quan trọng việc môn đăng hộ đối, bởi nhà ông đâu thiếu thứ gì, chỉ cần con mình hạnh phúc là được. Trần Minh nghe hỏi, bất giác nhớ đến Hà Anh.
báo cha hay một tin là con đã kiếm được người thương rồi. Hả? Là ai? Nhắm được cha đích thân qua hỏi cưới. Dạ, là con gái của nhà họ Đinh. Ông Dương hoảng hốt, đứng bật dậy. Con nói sao? Con gái của Đinh Thượng? Nói rồi, ông từ từ ngồi xuống. Cũng tốt, con gái nhà họ cũng không nghe tiếng xấu gì. Với lại hai bên cũng có chút giao tình, nên việc kết xu với nhau sẽ có nhiều thuận lợi. Nghĩ đến đây, ông Trần gật gật đầu. Thôi được, để cha coi ngày thích hợp sẽ sang hỏi cưới cho con. Minh cười cười dạ một tiếng rồi xin phép về phòng. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.